Hello các bạn. Hello mọi người nghe chị nói chưa? Rồi Ok, và chị cảm ơn Như nhé. Ok, hôm nay mình vào học luôn nha các bạn. Rồi mình làm tiếp câu 21 nha. Hôm bữa chúng mình mới làm tới câu 20. Rồi, câu 21. I found a ring. Đây là một câu về preposition. Giới từ. I found a ring in the street. Purely. Rồi, sau đó tới từ luck. So, what is it? So. Đợi mình một xíu nha các bạn. Okay, so a lot of people choose sorry, a lot of people choose buy. Yes, so that is buy. Purely by look. All right, so what does it mean by look? By look nghĩa là gì nhỉ? Bạn Bảo Trân. By look là gì đó em? Tình cờ. Tình cờ. Yes. So in English, it means when you say something by luck, it means by chance. By luck or by chance, it has the same meaning. That is, vô tình, by accident, by chance or by accident. By accident không phải dịch là tai nạn đâu nha, mà là vô tình. So I found a ring in the street. Purely, purely từ này có nghĩa là gì? Hoàn toàn chỉ là purely, it is like a trust. Nó giống như là trust đó mọi người. Chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên thôi. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cái nhẫn đó thôi ha. Rồi chúng ta đến đây câu tiếp theo, câu 22. So this is a question about error. Đây là một câu hỏi về sửa lỗi sai. An event, any event attending by the actor received widespread media coverage. Nếu mình chọn cái nào thì mình sửa luôn cho chị cái đó ha. Okay, let's think. Any event attending by the actor received widespread media coverage. A, B, C, D. Okay. So everyone chooses B and then that is the correct answer. Yes, so that is B. So why is B incorrect? Tại sao cô B lại là cô sai nhỉ? Rồi chúng ta sửa lại là attended. Yes. Any of the event, bất cứ một cái sự kiện nào. À, sau đó mình sẽ viết, nếu mà mình viết đầy đủ thì mình sẽ phải viết rằng là any event which is attended. Bất cứ một cái sự kiện nào mà được những cái người diễn viên tham gia đó thì sẽ nhận được một cái widespread media coverage. Cụm từ này không sai. Hồi trước mình có gợi ý cho các bạn một lần cách làm đề sửa lỗi sai, đó là gì? Những cụm từ mà mang nghĩa về từ vựng. Khi các bạn mang nghĩa về từ vựng, những cái từ mà hỏi sửa lỗi sai về vấn đề từ vựng thì thường là cái phần từ vựng ít khi sai. Media coverage. Em vào trong phòng đi Ken, em vào trong phòng nằm đi. Và trong phòng chơi đi, chị ở ngoài chị dạy cái. Rồi. And widespread, it means rộng khắp, phủ khắp. So widespread media coverage có nghĩa là nhận được một cái lượng, một cái sự phổ biến thông tin. Rồi. So, mình phải dùng là any event which is attended by the actor, thì lúc này mình sẽ rút gọn cái which is lại, cho nên nó còn là attended. Continue. 23. Rồi, tới câu 23 nha mọi người. Continue. Which words được mà, tùy vào cái ngữ điệu câu này cũng được. Rồi, continue. People constantly look to the news to keep up to date on what went on in the world. Okay. People constantly look to the news to keep up to date on what went on
in the world? A, B, C, D. A, B, C, D. Going on? Going on? Các bạn chọn câu đi là đúng, nhưng mà các bạn sửa lại thì chưa đúng. Nếu các bạn sửa lại going on là còn còn bị thiếu nha. People constantly, constantly là trạng từ mang nghĩa là liên tục. Look to the news, tức là theo dõi tin tức để mà keep up to date, để mà luôn được cập nhật về những cái gì đang diễn ra trên thế giới. Như vậy phải là what is going on. Đúng rồi, các bạn chọn thì đúng nhưng mà các bạn sửa bị sai. Yes, so that is what is going on. What is going on? Ok, continue. Câu số 24. Rồi, câu số 24 rồi mọi người. So, the editor decided not publish the story because the facts were unreliable. Câu này dễ ha. Ok. The editor decided, A là decided, B là not publish, C là because và D là unreliable. Ok, everyone chooses B. Yes. So that is B. And yes, decide cộng với lại to verb đúng không nào mọi người? Cho nên là decide not cũng là not to verb. So that is decide not to publish. Yes. So, mình sẽ sửa lại là the editor là gì nhỉ? Cái người biên tập thì quyết định là không có xuất bản, publish là xuất bản, không có xuất bản câu chuyện bởi vì là the facts, những cái sự kiện này thì sao? Unreliable, nó không có thật, unreliable. Rồi, test câu số 25. Cái này cái ngồi ngoài về chị vô phòng nha. Dạ. Em ngồi ngoài em vô phòng. Không, chị ngồi đây. À, ok. Rồi câu số 25. Rồi câu số 25 là một câu nâng cao. Prepositions: I didn't go to see him. Ba chấm fear of catching his cold. Rồi câu số 25 là một câu nâng cao. Bởi vì nó là một câu mình phải có kiến thức về giới từ nha mọi người. Rồi giới từ nào sẽ đi với lại từ fear? Because of, with. I didn't go to see him. Fear of catching his cold. We have with. 3 giây nữa nha. 3, 2, 1. With. Ok. And chưa có bạn nào trả lời đúng hết. Và đáp án chính xác đó là từ for. Nghe lạ không mọi người? For. So we have for fear of something. Có nghĩa là sợ cái chuyện gì đó. Bởi vì sợ. Mình lo lắng bởi vì là mình lo lắng một cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra. Ví dụ như là I didn't go to see him. Tôi không có đến gặp anh ấy bởi vì tôi sợ là catching his cold, giống như là bị lây bệnh đó mọi người. Cold ở đây giống như đang bị cảm lạnh, đang bị bệnh đó mọi người. For fear, bởi vì là tôi sợ là sẽ bị cái gì đó. For fear of something, bởi vì tôi lo lắng là có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Rồi mọi người ghi cụm từ này lại giúp mình nha. Rồi các bạn ghi lại cụm từ này nha. For fear of something, bởi vì sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra. So, mình hết cái test 3 đây nha mọi người. Now we come to test 4. Rồi mình đến với lại cái test số 4 nha. Rồi, câu số 1, một câu về error. The internet disseminates information faster than any other media. A, B, C, D.
Rồi, sửa lỗi sai. Number one. A. Disseminates. B. Faster. C. Any. Và D. Media. Rồi, câu nào sai trong bốn câu này đây? A, B, C, D. The internet disseminates information faster than any other media. 3 giây nữa. 3, 2, 1. Rồi, rất nhiều bạn chọn câu A và các bạn chọn là was disseminated. Các bạn chọn đưa nó về thể bị động ha. Đáp án chính xác không phải là câu A. Câu A chưa phải là đáp án chính xác mọi người ạ. À, chọn lại nào, chọn lại một lần nữa nào. Chọn lại một lần nữa nào, câu A không chính xác rồi. Not A. More faster, chuyển đổi sang B. Trời ơi, sao vậy mắm? Faster là nhanh hơn, là tính sorry, trạng từ ngắn fast. Faster thì làm sao đã có more nữa hả trời? Đã thêm faster rồi mà còn sửa thành more faster, cô ơi. Trời ơi, đáp án chính là câu D. À, đây là một câu hơi khó nha. Câu này hơi hơi giống nâng cao một tí, mặc dù là nó không phải đề nâng cao nhưng nó lại hơi nâng cao một tí. Đáp án là câu D mọi người ơi. À, đề này nó hơi lắc léo chỗ này. Nó là any other. Giả sử như là không có cái chữ any mà chỉ có other thôi. Other people, other có thể cộng với lại danh từ số nhiều other. Other people. Nhưng mà any other thì lại chỉ có duy nhất một, phải cộng với lại danh từ số ít. Any other là bất cứ một cái gì đó khác, chỉ cộng với lại danh từ số ít. The internet disseminates information faster than any other. Và cái media không phải là danh từ số ít. Media là danh từ số nhiều. Media là danh từ số nhiều nha mọi người. Vậy thì danh từ số ít của từ media là gì? Đó là medium. Medium chính là danh từ số ít của media. Viết lại nào. Bất ngờ chưa? Rồi, còn cái từ disseminate, từ này có nghĩa là spread. Câu A, disseminate, từ này có nghĩa là lan truyền, cho nên là bản thân cái từ này nó đã có nghĩa là chủ động rồi, nó không cần phải đưa thành bị động nữa. The internet đã disseminate, đã lan truyền thông tin. Internet là cái người làm cái hành động này mà, internet là cái người spread information mà, thì đâu có disseminate đâu. Đâu có be disseminated đâu các bạn, đâu phải là được lan truyền đâu, mà là internet là cái người chủ động làm cái việc đó, là người thực hiện cái hành động đó. Cho nên disseminate chúng mình không có chia thành bị động nữa ha. The internet disseminates information faster than any other medium. Medium danh từ số ít của media. Rồi, nhớ nha, media là số nhiều các phương tiện truyền thông và medium là một phương tiện truyền thông. Now we come to number 2. Rồi mình đến với lại câu số 2. A, B, C, D. Number 2. 3, 2, 1. So, everyone chooses C. Hôm nay sau lớp mình ám chọn giống nhau quá vậy. Rồi, that is C. Alright, so C mình đọc là gì nhỉ? Snow, A-U, right? A-U, snow. Còn những còn lại mình đọc là A-U, A là town, cown, brown. Town là thị trấn nè, cow là con bò nè. Snow là tuyết thì mình đọc là snow ha. Còn brown, màu nâu, ok, snow. Nhắc tới snow mới nhớ, ngày xưa cái nick Yahoo của tôi là snow hot như quỳnh đó mọi người. Không biết ngày xưa có ai chơi Yahoo Messenger, Khánh ơi còn nhớ ngày xưa không Khánh? Ngày xưa cái thời Yahoo Messenger tôi đặt cái nick mà sao giờ tôi nghĩ lại xong rồi tôi sến sẩm dễ sợ vậy trời, snow hot như mình. Dạ, ngày xưa em còn nhớ em đặt tên là bé heo mà. Trời ơi, ngày xưa sao chúng ta sến sẩm như vậy. Rồi, tiếp tục câu số 3. Rồi, câu số 3 là nằm trong đề nâng cao nhưng mà nó lại không khó mọi người ạ. That house has been up. Câu này là một câu Quỳnh lấy trong đề nâng cao nha các bạn, đề luyện thi đại học nâng cao. Nhưng mà bảo là đề nâng cao nhưng mà lại không khó. That house has been up.
Rồi, mình chọn giới từ nào để điền vào nào? Rồi. Alright, so một mình bạn mắm chọn chữ on và các bạn khác là chọn chữ for. Vậy là các bạn khác được điểm. Alright, đáp án chính xác chính là for sale. What does it mean for sale? What does it mean for sale? For sale it means that when something available to buy. Nếu mà các bạn lên Google, các bạn dịch nghĩa available thì nó sẽ có mang nghĩa là để bán. Nhưng mà cái từ để bán thì nó không diễn tả hết được cái nghĩa của cái từ này, cho nên mình sẽ học nghĩa tiếng Anh của cái từ này, đó là available to buy. Có nghĩa là khi một cái gì đó có thể mua, người ta có thể mua được, có mọi người, tức là nó được trưng bày ra và người ta mua được nó thì cái đó gọi là for sale, nó đang được trưng bày, nó đang được để bán. That house has been up for sale for 2 weeks. Cái nhà đó đã được đăng bán rồi, được 2 tuần rồi, đăng bán rồi. For sale chứ không phải là giảm giá nha. For sale thì chưa phải là giảm giá, chỉ là available to buy, chỉ là người ta bắt đầu người ta đăng lên bán để người khác mua thôi, đã gọi là for sale rồi. Continue, number 4, tiếp tục nào. Pronunciation, câu số 4 là một đề về phát âm. Okay. Number 4. 3, 2, 1. Okay, everyone chooses B. Tất cả mọi người đều chọn câu B. Alright, so B is a correct answer. Okay. Yes. So, we read disease. Disease. Yes, disease. Còn những cái còn lại thì mình đọc là âm e. Rồi một bạn đọc từ và nghĩa của các từ này cho Quỳnh nha. Bạn mắm đọc từ và đọc nghĩa các từ này cho chị nè. Là câu spread là lan truyền, là gọi là gì từ 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 không, kiểu nó lan nhanh á, đọc từ disease là danh từ là bệnh tật hả, bệnh thảm Disease, họa, bệnh. bệnh Thảm họa là health là danh từ disaster. sức khỏe, à pleasure là danh từ là áp lực à, không vui lòng hài lòng. Pressure mới là áp lực. Trời ơi, dạ. Pressure. Ok. Rồi. Sao mình lâu nó lát bứng máy vậy ta? Ok. Rồi, pressure đây mới là áp lực ha. Còn pleasure là niềm hân hạnh. Ok, so pleasure. Pleasure, âm e, spread, âm e, health, âm e, disease. Ok. Continue. Câu 5 lại là một câu về pronunciation. Number 5. Ok. A, B, C, D. A, B, C, D. Rồi, từ nào có cái từ phát âm khác với những từ còn lại? Người ta gạch chân cho mình là chữ O. 3 giây nữa nha. 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, một bạn chọn D và các bạn còn lại chọn câu A. Rồi, bạn Dung, tại sao em chọn câu D nào? Tại em đọc là look. Còn những cái còn lại? Cuối còn lại là good. Food. Ủa, đúng Ủa sao giải thích nào ta. cũng giống mà. Ủa. Ok, Khánh Nguyễn giải thích cho chị nào, tại sao em chọn câu A? Dạ, tại vì cô đọc là âm u slur. Còn những cái kia là đọc âm u là good food look. Rồi, em chọn đúng Cục nhưng mà em giải thích sai. Rồi, dạ. câu A không đọc là âm ư mà câu A là dấu ớ mọi người ạ. À. Nếu mà là dấu ớ thì mình đọc làm sao? Flood. Dấu ớ thì mình đọc giống như là chữ ơ và mình mở rộng miệng flood. Flood, từ này có nghĩa là lũ lụt. À như vậy là mới thấy là chúng ta hay đọc cái từ này là flood. Chúng ta đọc là lũ lụt, chúng ta đọc là flood là chúng ta đọc bị sai phát âm. Vì mình phải sửa lại, mình phải đọc là dấu ớ. Flood. Flood.
Còn ba cái còn lại là âm u ngắn. U ngắn thì hồi nãy chị có sửa lại, u ngắn rồi chị nói là đọc giống như cái gì? U ngắn thì mình đọc giống như âm ư của tiếng Việt. Như vậy thì mình không đọc là good mà mình đọc là ư, good, foot, look. Đó, đó là cái cách mình đọc âm ư ha. À, âm u ngắn, u ngắn mình đọc giống như âm ư của tiếng Việt. Flirt, flirt là dấu ớ, là đọc chữ ơ và mở rộng miệng lũ lụt. Còn những cái còn lại đọc là âm u ngắn, đọc giống như âm ư của tiếng Việt. Good, foot, look. Rồi tiếp tục nào, câu số 6, một câu về preposition. Tiếp tục là một câu về preposition. Rồi. Come to the party. 3. All means. Từ này rất là kinh điển luôn ha, cụm từ này rất là kinh điển. All means. All means. Rồi, 3, 2, 1. Hết chưa? So only three people have the answer. Yes, Thảo Dung, you haven't given me the answer yet. Alright, so that is by. So, people choose by. Is by a correct answer? Yes, by is the correct answer. So, what does it mean by all means? Bảo Trân, by all means nghĩa là gì vậy em? Chắc chắn. Chắc chắn, certainly. Nhưng trong trường hợp này, dùng dịch nghĩa certainly thì không đúng trong trường hợp này. By all means. By all means. Tất nhiên. Tất nhiên. Alright. Rồi. Các bạn dịch certainly là các bạn cũng chưa hiểu nghĩa của cái từ này nha các bạn. Không, cái nghĩa đầu tiên của từ by all means nó mang nghĩa là certainly, nhưng mà cái certainly ở đây không phải là chắc chắn sẽ tới bữa tiệc nha, mà cái certainly ở đây ý của nó đó là used to give permission. Tức là các bạn dùng nó trong trường hợp là có một ai đó xin phép bạn dùng cái gì đó, ví dụ như là chị ơi cho em mượn cái con chuột này nha. So you say by all means, it means là certainly, có nghĩa là chắc chắn, ở đây nghĩa là chắc chắn là được á. Ừ em cứ mượn đi, em cứ xài đi, by all means, chắc chắn là chắc chắn được, chứ không phải là chắc chắn là một cái việc gì đó sẽ xảy ra. Cái certainly ở đây nếu mà mình dịch như vậy là mình sẽ không hiểu hết nghĩa của nó. Mình phải hiểu rằng là used to give permission, khi mà em certainly, ý của em ở đây là được, cứ xài đi, cứ lấy mà xài đi, by all means. Rồi cái nghĩa thứ hai của by all means đó là bằng at any cost. At any cost có nghĩa là gì? Có nghĩa là bằng bất cứ giá nào. So come to the party by all means, tức là nhất định phải tới nha, bằng mọi giá là phải tới đó. Tiếng Việt mình hay nói như vậy đó, nhớ nha, bạn phải tới đó, bằng mọi giá là phải tới, nghe chưa? By all means, at any cost. Được chưa? Mọi người viết lại cho nhớ nha. Các bạn nhớ chép lại cho nhớ nha. Nhớ chép lại bài tập. By all means, so they have two meanings. First is used to give permission, and then at any cost. Now we come to number 7. Tới câu số 7 nào. Okay, number 7. Từ nào có cái chữ O phát âm khác với những từ còn lại? Lúc mọi người đánh, mọi người nhớ đánh số ra giúp mình với nha mọi người. 7, 8, 9, 10 gì đó, nhớ đánh ra 7A, 7B, 7C gì đó nha mọi người. Xong nhìn chứ không lại cứ bị lộn cái câu ở trên. Rồi, chữ O. Chữ O. Rồi, duy nhất một bạn mắm chọn câu C, còn những bạn khác chọn câu A. Alright, so C hay A là câu trả lời chính xác đây? Đáp án chính xác đó là câu A. Mắm lại bị mất một điểm rồi. Mắm ơi, lại mất một điểm rồi. So, tại sao lại là câu A? Để xem thử nào. Thảo Dung trả lời cho chị câu này nào. Tại em đọc ra khác nhau. Câu A là em đọc thành chữ gì? Đó. Là cái phiên âm của nó sẽ là âm o gì? Ân ngắn hay o dài? Ân ngắn. Ân ngắn. Còn những còn ba chữ còn lại? Short. Short Không, là nó take. sẽ phiên âm là chữ gì? Short.
Chị resort. Rồi thế là trong câu này mình sẽ phân biệt được giữa o ngắn và o dài đúng không nào? Rồi thế thì cái này từ này có hai cách đọc thì mình sẽ lấy cái cách đọc này để dễ phân biệt cho các bạn, đó là crop. Như vậy đó là o ngắn crop. O ngắn thì chúng ta đọc giống như âm o của tiếng Việt nhưng ngắn hơn, bật nhanh hơn, crop crop crop. Còn những cái còn lại là o dài. O dài khi mà chúng ta đọc o dài thì sao? Đọc chữ o cong lưỡi lên và âm phát ra từ khoang miệng, export or export đều được ha. Mình sẽ lấy thử động từ này. Rồi export 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 or shortage or shortage và resort resort. Rồi crop, từ crop nghĩa là gì vậy mọi người? Crop nghĩa là gì nhỉ? Crop là vụ mùa, export là xuất khẩu. Còn shortage, câu C, what does it mean shortage? Rồi các bạn thử đánh ra câu trả lời cho mình xem nào. Shortage, câu C nghĩa là gì? Shortage. À, sự. Sự thiếu hụt. Ok, shortage. Còn câu D là resort. Ok, crop and short. Shortage. Shortage, sự thiếu hụt ha. Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo, word stress, một câu hỏi về word stress. A, B, C, D, word stress. Từ nào có những âm khác với những từ còn lại? Từ nào nhấn âm khác với những từ còn lại? A, B, C, D. Alright. So, everyone in the class chooses B. Yes, so B is the correct answer. Yes, so that is B. Rồi, Khánh giải thích cho chị nào. Dạ em nghĩ là tại vì nó là nhấn âm 3, còn những cái khác là nhấn thứ âm 2 Cô B nhấn âm 3 em đọc là sao? ạ. Villagers. Em đọc villager mà em kêu nhấn Village. âm 3 là sao? Âm nhất À ha, em bảo nhấn âm 3 em đọc là villagers, nó mới là nhấn âm 3. Ok, so villagers, that is nhấn âm nhất, village, villager. Và những cái còn lại nhấn âm mấy em? nhấn âm 2 ạ. À, alright, nhấn âm 2, community. Em đọc và đọc nghĩa luôn các từ cho chị nào. Community là cộng đồng. Cộng đồng. Disease là dịch bệnh. Important là quan trọng. Villager là em nghĩ những người trong làng, những người Yes, trong người dân bản. làng. Yes, dân làng. Rồi, community là cộng đồng, right? Community, disease. Disease, những âm hai. Disease, nó là bệnh tật hoặc là căn bệnh. Ok? Villager là người dân làng và important. Các bạn nào hay chơi ma sói á? Không biết ở đây có ai chơi ma sói không? Trong game ma sói có một cái thẻ bài có tên là villager. Người nào đóng vai dân làng á? Dân làng là cái người mà đi ngủ rồi sau đó coi con sói nó sẽ cắn ai. Dân làng trong cái thẻ đó nó ghi chữ villager, chính là người làng đó mọi người. Rồi mình đến với lại câu số 9. Câu số 9 là một câu nâng cao, là một câu nhìn vào lú hết cái đầu. Ok, nhìn vào hơi lú nha. We regard this atrocity as an offense humanity. Okay, we regard this atrocity as an offense. Ba chấm humanity. Rồi, giới từ nào sẽ đi với lại cụm từ này trong trường hợp này đây? We regard this atrocity by two. Two. Như bạn chọn two nhỉ? Two humanity. Rồi, Thảo Dung đâu? Three, two. À, Thảo Dung chọn two luôn. Ok, so, rất nhiều bạn chọn two. Two có phải là đáp án chính xác không mọi người? Two. That is not a correct answer. A correct answer is against. Against. Alright, so firstly we learn about atrocity. What does it mean atrocity? Nhấn vào âm 2. Atrocity, it means sự tàn bạo. An offense, it means
crime, một cái tội ác, offense. The offense này có hai nghĩa, nó có nghĩa là sự xúc phạm, một cái sự làm tổn thương người khác, một cái sự xúc phạm, hoặc có nghĩa là tội ác. So, atrocity, sự tàn bạo, offense là một tội bác, thì chúng regard, tức là xem cái gì đó như là regard, xem cái gì nè, nó có cụm này cũng rất là hay nè, as cái gì nè, regard something as something, xem cái gì như cái gì. Đó, mình cũng học luôn được, qua câu này mình cũng học luôn cái cụm này luôn, xem cái gì như cái gì. So we regard this atrocity, chúng tôi xem cái sự tàn bạo này như là một cái tội ác đối với nhân loại. À, against, một cái tội ác đối với lại nhân loại, offense against someone or something. Mình sẽ có cái mẫu câu này ha mọi người. So, offense against someone or something. Tội ác chống lại là gì? We regard this atrocity as an offense against humanity. Now number 10, đến với câu số 10 nha các bạn. Rồi, một câu về word stress. Câu số 10, word stress. Từ nào có phát âm khác với những từ còn lại? Câu này dễ ha, không khó ha. A, B, C, D. Okay, other class choose A. Yes, A is the correct answer. Yes. So, bạn Mắm giải thích câu này cho chị nào. Dạ, câu A là câu nhớ ông ba là electricity là điện, còn instead là âm hai, beside âm hai, enclose là âm hai. Alright, so decided nha mắm. Cô sẽ em đọc rõ cái chữ âm đuôi đây nha. Decided. Dạ. Rồi vậy là đúng rồi. Instead, decided, enclosed. Còn riêng câu A là những âm ba electricity. Nghĩa của những từ này là gì vậy mắm? Dạ, câu A là điện. Câu B là thay vì gọi, thay vì decided là quyết định. Còn close Enclosed. là chắc là gần gần gũi hơn. Enclosed it means surround. Surround something. Enclose something. Bao phủ một cái gì đó. Surround something. Okay. Enclose. Now we come to câu số 11. Yes. Rồi lại tiếp tục một câu về word stress. Một câu hỏi về những âm nữa nha mọi người. Ok, ABCD. Alright. Okay. Nhớ đánh câu ra, các bạn nhớ chọn câu nào các bạn đánh ra nha, chứ các bạn không đánh ra là chị nhìn nó bị nhầm với cái câu ở trên, là chị không biết các bạn chọn câu nào luôn á. Các bạn mà không ghi số là chị sẽ không tính là cái đó là câu trả lời của cái câu số đó đâu nha mọi người. Rồi. Vậy là chị mới nhận được 3 câu trả lời thôi, các bạn phải đánh lại hết nha. Các bạn không đánh số 11 ra là câu trả lời đó chị không tính nha. Alright, so we have C and D. Cái gì chọn lại? Cái gì vậy bà Thảo Dung? Ê, không có dù chọn đi chọn lại nha. No. Bút xa là gà tính điểm. Bút xa là gà sướng mở, là như có dù chọn đi xong chọn lại. No. Trời ơi. Rồi thôi lần cuối cùng nha. Tôi nhắc nhở lại lần cuối cùng nha. Ai chọn là tôi là các bạn chọn là tôi chỉ tính một đáp án đó thôi, không có chọn lại nha. Suy nghĩ cho kỹ. Rồi C hay là D? 11, number 11, C or D? So we have C, C. Everyone chooses C. Only Khánh Nguyễn chọn câu D. Rồi, đáp án câu C là câu trả lời chính xác. Thấy chưa bà Dung? May mà tôi không có ý cho bà nha bà Dung. Chứ không là bà không được điểm câu này nha bà Dung. Tôi không có duyệt cái đó của bà đó. Bà thấy chưa? Bà thấy bà hên chưa bà Dung? Chọn lại mà chọn sai kìa bà. Ủa sao đọc đọc một hồi thấy không đúng?
Rồi, câu C, tại vì những cái còn lại đâu thử xem nào. À, Bảo Trân thử trả lời cho chị có thể xem chặng câu C nào. Này này C nhấn âm 2 à? Còn C mấy nhấn cái âm kia 2. mấy kia nhấn âm 1 Âm 1 rồi đọc nghĩa và đọc cách đọc và đọc nghĩa luôn cho chị. and shortage product Product shortage nghĩa là gì em? sự thiếu hụt Sự thiếu hụt. product là sản phẩm technology là công nghệ manager quản lý Đúng rồi, câu D mình đọc là manage, những âm nhất ha. Manage, manage, câu D, manage. Đấy, các bạn đọc đúng câu D thì các bạn mới chọn đúng được. Các bạn đọc mình A hay là cái gì đó mình giống như manager hay gì, các bạn đọc như vậy là nó các bạn không chọn được ha. Manage có nghĩa là quản lý hoặc là xoay sở, manage. Rồi, câu 12. Câu 12 là một câu về preposition, câu nâng cao. Rồi. 3 chấm. I spent $500 on holiday. After all, after, rất nhiều bạn chọn after. Rồi, after có phải là một đáp án chính xác không nào? Chưa thấy câu trả lời của Khánh. 3, 2, 1. Và after không phải là câu trả lời chính xác. No. So, after all, so it means that cuối cùng thì, after all, tức là mình sẽ dùng after all trong cái trường hợp là mình đang kể, mình đang liệt kê những cái, mình đang kể một cái câu chuyện nào đó. Xong rồi mình kể là cuối cùng thì, nó giống như là nó được dùng để thể hiện một cái chuỗi sự việc xảy ra. Nó giống như là một cái chuỗi. Hoặc là nó có một nghĩa nữa. Cuối cùng thì. Alright. À, cuối cùng thì nó còn có nghĩa đến như vậy nữa. Rồi, sau cùng thì, nhưng mà trong trường hợp này mình không dùng như thế này, nó là in all. Các bạn ghi cụm từ này giúp mình nha. After không đúng trong trường hợp này, nó phải là in all. Và in all thì nó sẽ mang nghĩa là total. Yes, totally, tổng cộng. Tổng cộng là bao nhiêu đó? À, tổng cộng thì tôi đã dành hết 500 đô đi nghỉ mát rồi. Ok chưa? Rồi ghi lại nè mọi người, ghi lại nè. Ok, in all nghe là lạ ha, ít khi mình dùng cụm từ này đúng không? Ok, nghe mình thấy hơi là lạ. So, in all, it means totally. In all. Tổng cộng thì tôi đã dành được bao nhiêu tiền đó? Tôi đã xài hết 500 đô đi nghỉ. Rồi, câu số 13, một câu tiếp về word stress. Câu số 13, một câu về word stress. Rồi, câu số 13. À, bộ đề Quỳnh đang dùng, lớp mình ơi, bộ đề mà Quỳnh đang dùng có tên là sách của thầy Vĩnh Bá, tài liệu luyện thi đại học 3. Các bạn có thể bắt đầu từ lớp 10 là các bạn có thể học được rồi nha. Không cần phải đợi tới lên lớp 12 các bạn mới làm đâu. Nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể tự mua tài liệu đó và tự làm thêm ở nhà nha mọi người. Rồi, câu số 13. 13 ABCD nào mọi người ơi. 13. Ok, only three people. 3 giây nữa nha. 3, 2, One. Hết giờ. Chỉ có 3 bạn có đáp án cho Quỳnh thôi. Yes. So that is A. Yes, that is A. A is the correct answer. So now tell me. Hồi nãy Trân rồi đúng không? Khánh Nguyễn. Chả hết cho chị câu 13 nào. Câu 13. Thì ở câu 13 là tại vì nhấn ông thứ ba reserve reserve còn những cái khác là nhấn âm hai ạ. Rồi xem thử các bạn giải thích có đúng không nha.
Rồi cái đầu tiên, Resurface. resurface, tức là những âm mấy mọi người? Resurface. Resurface, những Resurface. âm hai. Trong phiên âm của nó đây là những âm hai, và nó có nghĩa là when you resurface something, it means you làm lại bề mặt của một cái gì đó. Resurface something bằng làm lại bề mặt của một cái gì đó. Alright, còn những cái còn lại, bạn bảo là những âm hai, nhìn thấy là biết sai rồi đúng không mọi người? Tại vì là knowledge là những âm nhất rồi, technical là những âm nhất rồi. À còn cái này là hồi nãy chị dạy là export, nhưng mà chị nhớ cái từ đó nó có hai cách đọc. Như vậy nó rơi vào cái trường hợp cách đọc thứ hai các bạn ạ. Export. Export cũng được nha các bạn. Ở đây nó chỉ có một cái phiên âm thôi, export. Nó chỉ để một cái phiên âm của âm hai thôi. Nhưng mà nhìn cái phiên âm nó vẫn còn âm nhất các bạn ạ. Đọc là export, xuất khẩu, export. Export, để mình kéo xuống nó có update thêm cái phiên âm không? Export. Đây có, đây ở dưới mới có nha các bạn. Export. Export ở dưới nha. Khi đóng vai trò là danh từ sự xuất khẩu hoặc là việc xuất khẩu, Export. chúng ta đọc là âm nhất export. Còn khi là verb thì là export. So, knowledge means kiến thức. Technical means thuộc về kỹ thuật đúng không nào? Còn export, export là xuất khẩu, và resurface những âm hai làm lại bề mặt. Now we come to 14. Câu 14. Ok. So, từ nào có những âm khác với những từ còn lại? Bốn âm này nào? A, B, C, D. Từ nào những âm khác với những từ còn lại? Ok, 5 giây nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Now we have everyone chooses B. Tất cả mọi người đều chọn câu B. Alright, so B is the correct answer. Yes, that is B. Rồi. Thảo Dung giải thích câu này cho chị nhé. Do câu B là nhấn âm ba entertainment, còn những cái ACD là nhấn âm hai. Âm 2. Rồi, bạn nói những cái ACD nhóm 2, chúng ta xem thử có đúng không nha mọi người. Entertainment, từ này những âm 3 là đúng rồi, giải trí. Entertainment, những âm 3, entertainment. Nhưng mà ba cái còn lại là những âm nhất nha các bạn. Âm 1, support. Support có nghĩa là ngoại ô, support. I often tell people that I live in the suburb of Ho Chi Minh. Mình hay nói đùa mọi người là Quỳnh, mặc dù là Quỳnh ở thành phố nhưng mà do Quỳnh ở quận Thủ Đức cho nên có vẻ như là Quỳnh cảm giác như là Thủ Đức vẫn là ngoại ô của Hồ Chí Minh, mặc dù là nó vẫn được gọi là thành phố Thủ Đức, because mỗi lần mà Quỳnh muốn tới cái trung tâm, every time I want to go to the center, it takes me 1 hour, mất gần phải cả 1 tiếng mọi người ạ. Cho nên là even though I live in Thủ Đức City, but I think I am living in a suburb. Đó, mặc dù là vẫn được gọi là thành phố Thủ Đức nhưng mà mình cảm giác như là I am living in the suburbs, giống như là mình ở ngoài ô ấy. Rồi medical, y học, y tế, và atmosphere là không khí, được cho mọi người, atmosphere. So ba cái này đều những âm nhất hết. Suburb, medical, atmosphere, và câu B là entertainment. Vậy là ba cái những âm nhất chứ không phải âm hai nha Dung ơi. And rồi bây giờ chúng mình đến với lại cái phần khó hơn cả preposition nữa. Đó là phrasal verb. Và phần này thì chắc chắn là bất cứ đề thi đề nào lớp nào cũng sẽ gặp phải đúng không mọi người? Lúc nào đề nào cũng có cái phrasal verb hết. Rồi nhưng mà bởi vì đây là đề nâng cao cho nên là không cho trắc nghiệm ABCD, mà là bắt các bạn phải tự biết, tự thuộc các phrasal verb đi với lại từ come, và các bạn điền vào luôn, chứ không cho các bạn chọn lựa. Đây là đề luyện nâng cao cho nên không cho chọn lựa mà. Rồi, khâm gì đây? Khâm gì đây? Khâm
âm gì đây? Rồi lớp mình chưa có ai có câu trả lời luôn. Sẽ nói tới phrasal verb xong rồi lớp mình khâm gì đây mọi người ơi? Rồi, đáp án là khâm gì các bạn ơi? Come round. Yes. Come round to. Alright, so what does it mean come round to? Học giúp mình cụm từ này nha. Come round hoặc là around nha các bạn. Có lúc người ta dùng around, có đề người ta sẽ chọn round tùy ha. Thì các bạn cứ học cả hai. Come around or come round to something. Có nghĩa là change your opinion. Thay đổi quan điểm. Viết lại nào mọi người. Come around to something or come round to something. Có nghĩa là change your opinion. They've come around. They come around to our way of thinking. Họ đã thay đổi cái theo cái cách suy nghĩ của chúng tôi. At last, cuối cùng thì họ cũng đã thay đổi cái cách suy nghĩ theo cái cách suy nghĩ của chúng tôi, theo cái ý kiến của chúng tôi. Ý là như vậy ha mọi người. Come around to our way of thinking. They've come round to our way of thinking at last. Ok, câu 16 nào. Rồi, câu 16. He came in tired and hungry and badly need of a bath. Câu 16, A, B, C, D. A, B, C, D. Viết số ra nha Trân ơi. Ok, everyone chooses D. He came in tired and hungry and badly. Yes, D is the correct answer. What does it mean? D, Mắm ơi, câu này nghĩa là gì Mắm? Dạ là anh ấy đột nhiên suddenly feel something, cảm thấy mệt và đói và cực kỳ là cần đi tắm ạ. Yes, in need of something. It means need something. Okay? In need of something. In badly need. Badly ở đây là cực kỳ. Đúng rồi, badly ở đây không có dịch là rất tệ đâu nha. Mà badly ở đây, it means so much. Có nghĩa là rất là nhiều. So badly in need of something. Tức là cực kỳ, really need something. In need of something bằng với lại cần một cái việc gì đó. Alright, viết lại nha mọi người. Viết lại nha. In need of something bằng với lại need something. Okay. 11. Thanks, ba chấm, the financial aid he received. He was able to attend the university. Thanks. Sao mà lớp tôi nhiều người chọn A quá vậy? Ủa gì vậy Khánh? Ai cho đổi lại vậy Khánh? Ai cho đổi lại hả? No. Không được tính đổi lại nha. Chơi chọn là chọn lại kìa. So, for các bạn chọn câu A và bạn Mắm là chọn câu B. Như vậy là chỉ có một bạn duy nhất được điểm thôi, đó là bạn Mắm. Yes, that is thanks to. Rồi, thế là chúng ta có một cái cuộc phân vân giữa thanks for và thanks to. Khi nào dùng thanks for vậy mọi người? Thanks for something, thanks for verbing. À, có nghĩa là gì nhỉ? Cảm ơn vì một cái điều gì đó. Thanks for having invited me. Thanks for having me to this party. Ví dụ như vậy, cảm ơn vì một cái điều gì đó. Còn thanks to something có nghĩa là nhờ vào cái gì đó. So, nhờ vào cái financial aid, nhờ vào cái sự trợ giúp y tế. Sorry, sự trợ giúp về tài chính mà anh ấy nhận được. Thì anh ấy đã có thể attend the university, anh ấy có thể đi học đại học. Nhờ vào cái sự hỗ trợ tài chính. Thanks to something là nhờ vào cái gì đó. Nha, phân biệt nha. Thanks for là cảm ơn vì đã làm một cái điều gì đó. Cảm ơn vì đã làm một cái việc gì đó. Còn thanks to something là nhờ vào cái gì đó. Thanks to.
nhờ vào, thanks to something, nhờ vào cái gì đó. Các bạn phân biệt nha, thấy chưa, lớp mình vẫn phân biệt, lớp mình sai câu này rất nhiều là chứng tỏ là lớp mình vẫn chưa phân biệt được cái này. Rồi câu 18, he came, rồi lại tiếp tục là một câu phrasal verb, he came. He came, 3 chấm. He came, a collection of valuable old coins in the Arctic. Came. He came. Over. Rất nhiều bạn đang chọn là over. Come over, bữa trước chị dạy mắm rồi đúng không mắm? Chị dạy một đống nghĩa của come over đúng không? Có cả một câu chuyện về come over. Có. Rồi, thế thì các bạn đang chọn come over ở đây là chưa đúng ha. Rồi, và mắm mà cũng không nhớ bài luôn. Rồi, mình có come gì đây mọi người? Đáp án là come across. What does it mean come across? So when you come across something, it means that you find something by chance. By chance mình học rồi, by chance có nghĩa là vô tình. So he came across a collection. Anh ấy vô tình phát hiện ra, tìm thấy cái bộ sưu tập old coins, một cái đồng xu rất là giá trị, đồng xu cổ. So he found that by chance, anh ấy vô tình tìm thấy. He came across a collection of valuable old coins in the Arctic, là ở trên cát. Ok chưa? Rồi, hôm nay mình dừng tại đây nha lớp.